Bạn nha, tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn claim là 2 triệu 500 ngàn token có ký hiệu là ZBNB nha bạn. Token này nó hiện tại nó có chương trình airdrop cho mình claim Berry nè các bạn. Nó sẽ kết thúc vào còn mấy ngày nữa ta phải phan các bạn chút xíu các bạn. Còn 26 ngày nữa là kết thúc nha các bạn. Nó sẽ list sàn Bankake Swap luôn các bạn. Thì để claim được con này thì mình thấy mình đã check qua cho nó có Facebook, có Twitter và Squad nè. Hiện tại nó đang bán chương trình, nó trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Thì admin để mình check qua website nè các bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain qua hàng các bạn, để mình coi lộ trình của nó thôi các bạn. Quan trọng là cái lộ trình của nó là các bạn. Hiện tại bán giá xe khuya nè các bạn. Xe khuya. Và các bạn chờ xíu các bạn. Thôi đi. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình. Các bạn copy một cái link Squad là ZBNB nha các bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt ký chủ Squad của mình ra nè các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần phải có một chút phí mạng BNB nha các bạn. Tầm cái khoảng 0.3 đô như là các bạn bỏ một ly cà phê các bạn. Phải không? Cần phải có 0.000 tối thiểu là âm 3 số 0 5 BNB các bạn, cái khoảng 0.3 đô. Như các bạn bỏ một cái ly nước uống các bạn. Rồi bạn dán vào các bạn. Rồi bấm bấm gỡ nữa. Những cái kèo thế này thì nó cũng mang tính chất hơn xổ số đó các bạn. Đôi khi nó trúng kèo thì các bạn có thể kiếm 50-100 đô, còn đôi khi các bạn không có lãi luôn các bạn. Có khi này là thời gian coi gác, có khi các bạn ngắm nhìn luôn. Rồi các bạn dán cho trình duyệt đáp trên chiếc chocolate, các bạn chọn mạng BNB nha bạn, BNB Smart Chain đó bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chọn vào cái mục claim này các bạn, claim airdrop nè. Kèo này mình thấy khá là ngon đó các bạn. Mình sẽ tốn là 0.005 BNB của khoảng 0.3 USDT các bạn. Các bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Ok, mình đã claim được. Thì các bạn nào muốn mua chung chương trình bán hàng free sale của nó thì với giá là mua tối thiểu là 0.01 BNB và max là 10 BNB nha các bạn. Để mình về mình kiểm tra cái nó về chưa các bạn. Mình đập được. Thì con sắt của dự án ZBNB mình để dưới phần link mô tả đó các bạn. Bạn nhấp vào ba cái bên cùng nè các bạn. Bạn dán vào nữa các bạn. Các bạn mở ra nè. Thì các bạn sẽ thấy được, các bạn sẽ nhận được 2.500.000 token ZBNB. Để mình qua trang BC Scan mình check tổng cung nó bao nhiêu nha các bạn. Thì tổng cung con này có tới 1 tỷ token nè các bạn. Thì đã có gần 1.949 holder các bạn. Đây là con có con sắt nè các bạn. Hiện tại website của nó đang update các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 2.500 token ZBNB đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.